Đây, hôm nay cứu giải thoát con chả mào nhốt chung với con Bách Thanh này. Đấy, con chả mào được, con chả mào đây. Trông cái này không ai nhận ra con chả mào đâu. Dụng hết lông của trông con ghẻ. Nhốt chung với con Bách Thanh này. Chả mào nhốt chung Bách Thanh. Hôm nay giải cứu nó để nhốt riêng ra cái lồng này. Bây giờ mà thả nó ra thì nó chết mất. Để theo dõi xem mấy tháng xem nó như thế nào nhá. Hôm nay phải mua đặt một cái lồng, mua một cái lồng chim, mua một cái lồng mới để về nhốt cái con chào mào này cho nó rộng rãi một chút. Để tôi mua cái lồng này ở trên Shopee 91.500. Và bây giờ thì lắp ráp nhá. Để sau đó anh để nhốt cái con chào mào này vào. Thank you.
Đấy, thêm một cái tàu nữa vào đây này, và cái tính uống nước này cho bây giờ tôi sẽ nhốt cái con trỏ mào này. Để con trỏ mào này là cái hôm có một cái thằng học sinh nó nhốt chung với con bách thanh, hai con nó đánh nhau gần chết, chùi hết lông này. Tôi mua để cứu nó thả ra thì nó chết mà. Tôi mua để nuôi để cứu nó. Nhốt ở đây nha. Các bạn có ở đây là được mấy hôm này? Vừa được 3 hôm rồi, nó hồi hồi một tí rồi đấy. Là mình đốt sang cái lồng mới này. Đấy, đi sang đi. Ta sang lồng mới đi. Đấy, à, con này. Sang lồng mới nó đẹp lắm. Đấy, ở đây. Đấy, nước này, thức ăn này. Ở bên này nhá. Con lua này xem đến nào thì mày mọc đủ lâu. Và thỉnh thoảng mình sẽ quay video cho các bạn theo dõi xem cái con này mình nuôi cứu nó để xem nó phục hồi như thế nào nhá. Hôm đầu tiên thì con này má đỏ rồi đấy. Hôm đầu tiên là kêu cậu rồi chốt được nước chung con bách thanh nên là con kia nó sơi con này gần chết, chui hết là lông này. Cái nhốt được mấy hôm thì nó
khỏe hơn là nó ăn uống nó khỏe hơn. Thả nó đi nhưng mà nó thả đi thì nó không có lông mà nó không kiếm được mồi là nó chết mất. Cái này rất là gan đấy, nếu mà cái con nhát thì con mấy thanh nó ăn thịt nó rồi, nó sơi mất rồi. Con này giữ, rất là giữ cái chi nữa, để nó chống được con mấy thanh đấy. Rồi, thì nay sống ở đây nha, để thỉnh thoảng mình sẽ quay video để xem sự phát triển của con chim này các bạn nhé.